TK xin chào các bạn đến với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi Study English with us Những ngày này khi thời tiết thay đổi trở nên mát hơn, lạnh hơn và khắp nơi mình thấy người ta trang trí cây thông hoặc là trang trí những cái đèn cho Noel thì các bạn có cảm thấy nôn chưa ạ? Hôm nay chúng ta học bài về chủ đề Noel một chút xíu nhé Bạn đã sẵn sàng đón Noel chưa? Are you ready for Christmas? Are you ready for Christmas? từ ready có nghĩa là sẵn sàng. Ready. Ready. Christmas là Giáng sinh. Chữ CH, C và H. Chúng ta không đọc là âm chờ mà mình đọc là âm cờ các bạn nhé. Cr. Chris. Mình có chữ S đầu tiên. Chris. Mình không đọc là Chris nha các bạn. Chữ K. Chris. Âm số 2. Christmas. Christmas. Are you ready for Christmas? Bạn đã sẵn sàng để đón Noel chưa? Hoặc là bạn sẵn sàng đón Giáng sinh chưa? Yes, I am. Tôi đã sẵn sàng rồi. Are you a Christian? Chúng ta có từ Chris. Khi mà dịch ra tiếng Việt mình gọi là Kito, hoặc là Cơ Đốc, hoặc là Đấng Chris. Nếu chúng ta chỉ nói tới chữ Chris không thôi, mình đọc là Christ. Christ. Khi mình nói đến Christian. Christian ở đây có nghĩa là người những người theo đạo Chúa hoặc là những người có đạo thì mình gọi là Christian. Are you a Christian? Bạn có phải là người có đạo không hoặc là bạn là người có đạo à? No, I am not. Không, tôi không có đạo. No, I am not. But I like Christmas. Nhưng mà tôi thích Giáng sinh. Tuy tôi không phải là người có đạo nhưng mà tôi thích Giáng sinh. No, I am not, but I like Christmas. What do you like about Christmas? What do you like là bạn thích cái gì bạn thích điều gì. About là về Christmas là Noel bạn thích điều gì về Noel vậy. I like the atmosphere. Atmosphere có nghĩa là không khí từ này chúng ta hơi khó đọc chút xíu mình tách ra từng âm nhé. Âm đầu tiên là at, đây là trọng âm luôn chúng ta lên cao, at. Âm số 2 không nhấn mình đổi về chữ ơ, must, mình lưu ý có s, at, must, Âm số 3 là fear, atmosphere, atmosphere là không khí. Tôi thích không khí, I like the atmosphere. The cool weather, weather là thời tiết, cool là mát tôi thích thời tiết mát lạnh.the cool weather khi đọc chữ weather mình lưu ý chữ ts ở chính giữa mình để lưỡi ở giữa hai răng.weather, weather, the decorations.decoration là một danh từ có nghĩa là trang hoàng hoặc là trang trí.the decorations. tôi thích không khí, tôi thích tiết trời mát lạnh và tôi thích những cái sự trang hoàng trang trí của noel. I think I like everything about Christmas. Tôi nghĩ là tôi thích everything là tất cả mọi thứ. About Christmas là về Noel. Tôi nghĩ tôi thích tất cả mọi thứ về Noel. I think I like everything about Christmas. What do you usually do on Christmas? What do you usually do? Bạn thường làm gì on Christmas? Vào một dịp nào đó chúng ta dùng chữ on. Bạn thường làm gì vào dịp Noel hoặc là Noel thì bạn thường làm gì? Usually on the Christmas Eve, I go to church. Usually thông thường on the Christmas Eve, từ Eve này là viết tắt của từ evening, là buổi tối. Thường vào tối Noel, I go to church, tôi đi nhà thờ. Tối Noel ở đây có nghĩa là tối 24 các bạn nhé tối 24 tháng 12 mình gọi là Christmas Eve. After the service, sau buổi lễ hoặc là sau buổi thờ phượng, sau buổi nhóm ở trong nhà thờ. After the service, mình nhấn âm đầu tiên service, sau buổi lễ. I have a party with my family. Tôi có một bữa tiệc với gia đình của mình. Nguyên câu của mình sẽ là thường vào tối Noel thì tôi đi nhà thờ sau buổi lễ tôi có một buổi tiệc chung với gia đình của mình usually on the christmas eve i go to church after the service i have a party with my family do you do anything special on the morning of december 25th từ anything có nghĩa là điều gì cái gì special là đặc biệt do you do anything special bạn có làm điều gì đặc biệt on the morning vào buổi sáng of December 25th của ngày 25 tháng 12 hay không? Do you do anything special on the morning of December 25th? Khi mà nói đến ngày, chúng ta có hai cách. Nếu mà các bạn ghi là số 25 mà không có chữ TS ở ngoài sau, mình có thể đọc là 25, December 25. Nếu mà chúng ta viết có chữ TS, mình đọc là 25th Hai cách, cách nào cũng được các bạn nhé. December 25th. You mean the Christmas morning? Từ mean, bình thường mình học là danh từ có nghĩa là ý nghĩa. Ở đây chúng ta sử dụng như động từ. Mình dịch là muốn nói. You mean, bạn muốn nói. The Christmas morning. Vào buổi sáng Giáng sinh phải không? Buổi sáng Noel phải không? Từ mean có hai nguyên âm đứng cạnh nhau chúng ta kéo dài. You mean the Christmas morning. Ý là bạn muốn nói về sáng Noel có phải không? Như vậy tối 24 mình gọi là Christmas Eve. Sáng 25 mình nói là Christmas Morning các bạn nhé. Ở bên này họ sẽ thường không nói là tối 24 hoặc là sáng 25 như ở trong tiếng Việt của mình. Mà họ nói là Christmas Eve hoặc là Christmas Morning. In my family, that is the time. In my family là trong gia đình của tôi. That is the time. Đó là lúc. When the children open their presents. Khi những đứa trẻ hoặc là những đứa con nít open là mở, their presents là những món quà của mình. Presents. Presents. In my family, that is the time when the children open their presents. Sounds like fun. Nghe vui quá nhỉ. Từ sounds là động từ, thường chủ ngữ sẽ là it nó nghe vui quá. Nhưng đôi khi trong văn nói mình bỏ luôn từ ít chủ ngữ. Nhưng mà chúng ta vẫn chia động từ có S ở ngoài sau. Sounds like fun. Nghe vui quá. For us Christians. For us là đối với chúng tôi. Bình thường mình nói là for me là đối với tôi. Thì for us là đối với chúng tôi. Christians là những người có đạo. Christmas is the biggest. Giáng sinh là biggest Big có nghĩa là lớn. Khi chúng ta thêm EST ngoài sau là mình so sánh nhất, là một cái gì đó lớn nhất. Câu tiếp theo mình có and the happiest time. Đây mình có từ time là thời gian hoặc là lúc. Như vậy mình ráp lại câu là Giáng sinh là lúc lớn nhất. Giáng sinh là thời điểm lớn nhất. Christmas is the biggest time of the year. Giáng sinh là thời điểm lớn nhất ở trong năm. Và mình có vé số hoa là The Happiest. Như vậy Giáng sinh là thời điểm lớn nhất và vui vẻ nhất ở trong năm đối với những người có đạo. For us Christians, Christmas is the biggest and the happiest time of the year. Đối với chúng tôi là người có đạo, Noel là thời điểm lớn nhất và vui nhất ở trong năm. Hôm nay chúng ta sẽ học một phần rất nhỏ ở trong chủ đề Giáng sinh để cho các bạn chuẩn bị lên tinh thần để mình đón Giáng sinh nhé. Các bạn giúp cho TK like và share video này nha. Chúng ta cùng nhau tập đọc nhé. Are you ready for Christmas? Are you ready for Christmas? Are you ready for Christmas? Yes, I am. Are you a Christian? Yes, I am. Are you a Christian? Yes, I am. Are you a Christian? No, I am not. But I like Christmas. No, I am not. But I like Christmas. No, I am not. But I like Christmas. What do you like about Christmas? What do you like about Christmas? What do you like about Christmas? I like the atmosphere. I like the atmosphere. I like the atmosphere. The cool weather. The cool weather. The cool weather. The decorations. The decorations. The decorations. I think I like everything about Christmas. I think I like everything about Christmas. I think I like everything about Christmas. What do you usually do on Christmas? What do you usually do on Christmas? What do you usually do on Christmas? Usually on Christmas Eve, I go to church. Usually on Christmas Eve, I go to church. Usually on Christmas Eve, I go to church. After the service, I have a party with my family. After the service, I have a party with my family. After the service, I have a party with my family. do you do anything special on the morning of december 25th do you do anything special on the morning of december 25th Do you do anything special on the morning of December twenty fifth? You mean Christmas morning? You mean Christmas morning? You mean Christmas morning? In my family, that is the time. In my family, that is the time. In my family, that is the time. When the children open their presence. When the children open their presence. When the children open their presence. Sounds like fun. Sounds like fun. Sounds like fun. For us Christians. For us Christians. For us Christians. Christmas is the biggest Christmas is the biggest Christmas is the biggest and the happiest time of the year. And the happiest time of the year And the happiest time of the year nghe nha. Are you ready for Christmas? Yes, I am. Are you a Christian? No I am not. But I like Christmas. What do you like about Christmas? I like the atmosphere, the cool weather, the decorations. I think I like everything about Christmas. What do you usually do on Christmas? Usually on Christmas Eve, I go to church. After the service, I have a party with my family. Do you do anything special on the morning of December 25th? You mean Christmas morning? In my family, that is the time when the children open their presents. Sounds like fun. For us Christians, Christmas is the biggest and the happiest time of the year. Are you ready for Christmas? Yes, I am. Are you a Christian? No, I am not. But I like Christmas. What do you like about Christmas? I like the atmosphere, the cool weather, the decorations. I think I like everything about Christmas. What do you usually do on Christmas? Usually on Christmas Eve, I go to church. After the service, I have a party with my family. Do you do anything special on the morning of December 25th? You mean Christmas morning? In my family, that is the time when the children open their presents. Sounds like fun. For us Christians, Christmas is the biggest and the happiest time of the year. Are you ready for Christmas? Yes, I am. Are you a Christian? No, I am not. But I like Christmas. What do you like about Christmas? I like the atmosphere, the cool weather, the decorations. I think I like everything about Christmas. What do you usually do on Christmas? Usually on Christmas Eve, I go to church. After the service, I have a party with my family. Do you do anything special on the morning of December 25th? You mean Christmas morning? In my family, that is the time when the children open their presents. Sounds like fun. For us Christians, Christmas is the biggest and the happiest time of the year. Cảm ơn các bạn vì hôm nay đã học chung với em Phan và TK. TK chúc cho các bạn lúc nào cũng có đầy tràn năng lực và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. TK cũng chúc cho các bạn mỗi ngày tiến bộ hơn ở trong cái việc học tiếng Anh của mình các bạn nhé. TK xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau nha bye bye